là gì? Cuối cùng bây giờ thương lượng là gà ai nấy ôm, xe nào mà còn bảo hiểm thì xe đó chịu, còn lỡ không chịu thì tốn tiền túi. Công an lại nói rất rõ ràng là các anh tự thương lượng, còn khi nào các anh không chịu thương lượng đi rồi chúng tôi mới giải quyết. À chắc bị mạng rớt hay gì đó. Thì anh nói là đó, nếu như trường hợp mà giao thông lại không cần biết, kéo hết về đồn giải quyết vẫn được vậy, đúng chưa? Nên ở đây trên phương diện là người dân của mình chấp hành tốt cái luật đi đã, rồi lúc đó mình nói chuyện sao. À, mình chấp hành tốt cái luật đi, anh nói đã, cái kiểu gì kiểu mình tham gia giao thông, kiểu gì kiểu mình cũng là người phạm luật giao thông, đừng có cãi càng. Thà là tốt nhất thừa nhận đi, rồi có thể ừ thôi anh thông cảm, à, tôi đi như thế này thế kia thì có thể người ta còn thông cảm, còn chưa cái gì các anh vô mà các anh gân cổ lên cãi với người ta rồi. Nó thật, bản thân mình suy nghĩ bản thân mình cũng vậy đúng không? Anh nghĩ vậy, đứng giữa trưa nắng nhiều khi 34 35 độ, người chứ đâu phải cây là đá gì đâu, đúng không? Đôi lúc nhiều khi đói bụng, đôi lúc nhiều khi tối hôm qua cự lộn với vợ, con người mà. Anh đến anh cãi một hai câu hỏi điên không? Điên chứ. À, anh Bằng còn đây không anh Bằng? Anh thoát ra em không thấy ca Đạt ở dưới chút xíu nha Đạt, anh gọi anh Bằng lên chia sẻ. Em không thấy camera anh Bằng ơi, anh thoát ra anh vào lại cái. Nên nên trên cái phương diện ở đây thật sự em chia sẻ là em không phải là em không thương người dân. Em hiểu tâm trạng của người dân, tại vì bản thân em cũng là người dân mà. Nhưng mình hãy chấp hành tốt cái luật pháp của nước sở tại mình đang ở trước đây, đúng không? Chứ đừng có mình đừng dựa vào một cái hai. Em nói ở đây là giống như anh Cam ơi, em copy là cái lời nói em nói đúng không? Mình chấp hành tốt cái luật nước sở tại mình đi. Còn cái vấn đề mà gọi là ở Việt Nam mình bị gọi là độc tài đúng không? Thì nói theo như cái lời anh Cam Nguyễn, anh có nói là cho em nước nào cũng độc tài, mà em suy nghĩ cũng đúng đúng không? Một khi đã pháp luật sống dưới pháp luật rồi thì đã pháp luật nó không cho mình làm mọi điều thì đương nhiên là độc tài rồi đúng không? Đâu có gọi là tự do là đúng chưa? Đã sống dưới chế luật, sống dưới luật pháp là không bao giờ tự do, rõ ràng luôn. Ngồi rồi các anh chị đi, em cũng suy nghĩ cái câu nói của anh Cam Nguyễn, anh nói rất hay. Đó, nên em chia sẻ lại cái câu nói của anh Cam Nguyễn, đúng anh Cam Nguyễn. Rồi chào em. Dạ em chào anh. Bây giờ này em nói về về cái độc tài ấy, anh chỉ nói một câu thôi. Cái đất nước Campuchia, cái đất nước mà năm đầu tiên phát triển được ấy, là cũng do cái sự độc tài của Tổng thống Park Chung Hee ngày xưa. Đấy. Chứ cho nên bây giờ người ta mới quay lại, người ta mới nói là à cái đất nước năm đầu tiên nó phát triển hay quá. Nghe chưa? Nhưng mà cũng nhờ cái sự độc tài của Park Chung Hee đấy, bây giờ tất cả cái người dân Nam Triều Tiên cũng phải công nhận những cái điều đó. Đấy, bây giờ này cũng như hứa với các bạn thì là mình cũng nói về sơ qua về vấn đề đất Thủ Thiêm một tí theo cái cảm nghĩ của mình. Thứ nhất là cái vấn đề đầu tiên là vấn đề cái nhà thờ đã. Đấy, cái nhà thờ. Thì hiện nay Dạ rồi, dạ không anh để em nói thêm rồi. một câu nữa. Tân Hữu, anh đã từng nói cái câu nói này là trong cái diễn đàn của anh và Thọ Lê, và hỏi anh tự do là gì. Anh nói là tự do trong khuôn khổ của luật pháp cho phép. Nó cười anh, nó nói vậy gọi là tự do cái gì. Đúng rồi, Rồi em mời anh. đúng rồi, nói về cái tự do đất nước Mỹ, tất cả các nước khác trên thế giới này đều thế đúng không? Ông phải tự do nhưng mà trong khuôn khổ cái luật pháp, cái luật pháp ở bên Mỹ cũng thế, Em trả ông lời đúng vậy, như thế đúng nhưng em trả lời mà vậy mà nó cười, nó nói vậy là tự do cái gì. Em cũng chịu, em chịu luôn, em cũng biết giải thích đúng thêm nữa sao. không? Cho nên là bao cái tự do là cái vấn đề nó phải trong một cái khuôn khổ, một cái luật pháp ở mỗi nước sở tại cho phép. Ví dụ cái điều kiện ở Mỹ thì Dạ, chào anh Trí Nguyễn. thì theo cái luật pháp của Mỹ, ở Việt Nam phải theo cái luật pháp của Việt Nam, nó tùy từng cái hoàn cảnh Việt của Nam đúng thôi không, anh. tùy từng cái hoàn cảnh của một cái đất nước một đúng không,
đấy, Dạ chứ đúng rồi. không phải là bây giờ ông mang cái luật pháp của Mỹ về ông ấn ở Việt Nam mà không thể mang Việt Nam mà ấn về Mỹ, thì cần gì những cái nhà luật làm luật thì cần gì phải 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 coi như là phải đau đầu bao nhiêu những chuyên viên các thứ mà nghiên cứu về luật, đúng không? Đấy, chứ ông cứ bê của Mỹ về hoặc là Dạ. về thì ông ấy luôn, đúng không? Bê tất cả luật pháp của Mỹ về áp dụng bịch cho Việt Nam, chẳng phải nghiên cứu gì cả, chẳng phải chuyên viên hoặc là chuyên chuyên gia gì cả nghiên cứu về luật. Đấy thôi, mình nói về cái vấn đề đề ấy thôi, chứ bây giờ mình nói về cái quan điểm của mình về cái đất thủ thiêm ấy, thì bây Dạ. giờ nói về bây giờ trước mắt là mình nói về cái chỗ đoạn cái chỗ nhà thờ Thủ Thiêm đã. Đấy, nhà thờ Thủ Thiêm thì ở gần cái bên cạnh nhà thờ thì có cái nhà rộng, đúng không? Để mà các sư dạy các ấy, Dạ. thì là hiện nay các sư đã đồng ý về vấn đề coi như là giải tỏa cái nhà rộng đấy chuyển đi chỗ khác. Tất nhiên nhà nước phải bồi thường cái đất đai của nhà rộng đó và bố trí một cái chỗ đất khác và tiền bạc tất cả các thứ thì theo cái luật pháp để mà xây dựng một cái nhà rộng ở một khu đất khác mà nhà thành phố đã bố trí đất rồi. Còn vấn đề nữa là vấn đề cái nhà thờ thì hiện nay ấy, cũng là tại cái ông mấy ông lều báo, hiểu không? Tức là thành phố chưa có một cái quyết định gì cả cho mấy cái ông lều báo ở cái báo Tuổi Trẻ gì đấy, ông đưa ra không biết ông lấy thông tin đâu đưa ra là sẽ giải tỏa cái nhà thờ, nhưng mà nhà nước thì mình thành phố thì đang đắn đo cái tràn thật thờ liệu ví dụ mình để đấy xem nó phù hợp với cái quy hoạch không, hoặc là phù hợp với cảnh quan hay không, hoặc nhà thờ nó là nhà thờ cổ hoặc như nào đấy thì mình sẽ bố trí cảnh quan như thế nào đấy để cho phù hợp với cái nhà thờ đó để mà tạo thành ở khu đô Thủ Thiêm nhé. Thì ví dụ một số năm nữa thì nó người ta dự đoán là một cái khu nó như khu phố đông của bên Thượng Hải ấy, thì nó quy hoạch rất là đẹp đấy, thành cùng là mấy cái thằng mà cha Thanh ở cái chỗ mà 38 tỷ đồng các thứ như kiểu là cái con mà ấy mà cái con gọi là cái con gì mà nó thấy xác đến ấy bắt đầu coi như nó đến nó rỉa Con kênh con kênh kền kền con con kênh kền kênh kền mà thấy xác thối đến nó bu vào coi như đấy. Cái cho nên cái chuyện nhà thờ thì theo theo mình cái thông tin mình nắm được thì thành phố chưa có một cái quyết định gì về cái nhà thờ đấy cả đấy. Thì nếu mà giả sử có một cái quyết định gì định đúng không? Một cái quyết định gì đấy về cái nhà thờ ok đó cái đằng thì là sẽ bàn bạc với lại bên 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 các sư phụ trách cái ở đấy thì như cái nhà thờ đó không có cha mà chỉ có các sư phụ trách ở đúng các rồi sơ thôi, ở, dạ đúng nhà rồi nhà dòng dòng thôi, thì dạ mình đúng rồi nhà dòng thôi, thì sẽ dạ điều đình với bên các sư để mà giải thích cho các sư ấy hiểu à vấn đề hiện nay là ví dụ cái khu đô thị Thủ Thiêm là một khu hiện đại như thế nào đấy nghe chưa, tức là có tình lý một nếu mà giải tỏa đi chứ không phải cướp nhà thờ chúng nó cứ dùng cái từ mà kiểu cái bọn chống cộng cái đoan kia nó cũng hoặc là cái thằng cha Thanh ở đi 38 tỷ đồng nó cứ như là con kền kền mà thấy xác thối đến rồi nó bắt đầu nó rỉa mà trong cái đó chưa có một cái vấn đề gì cả đấy là mình nói về cái nhà dòng của nhà rồi với cái nhà thờ. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề đất Thủ Thiêm thì bây giờ như này thì tất nhiên là khi người ta quy hoạch cái Thủ Thiêm ấy thì không phải là do thành phố vẽ thì là năm 1996 tức là cách đây rất là lâu rồi đúng không? Thì là những cái vẽ vời đó do các kiến sức trúc sư của thành phố vẽ sau đó có mời các chuyên gia của nước ngoài nữa thành quy hoạch một cái khu Thủ Thiêm rất là hiện đại mà rất là đẹp nó như khu phố đông của Thượng Hải mà thành cùng là có mời các chuyên gia đến vẽ như như thế thì thành cùng là khi mà khi vẽ xong mà quy hoạch Thủ Thiêm xong thì đã đền bù giải tỏa cách nay thì cũng đã rất là lâu rồi có những khu thì người ta lấy toàn bộ có những khu thì là thôi thành khu dân cư thì người ta không lấy nữa nhưng mà cái tức là cái thời điểm đó thì đền bù theo cái đơn giá nhà nước thì tất nhiên là theo anh theo cái nhận định của anh ấy, và tất cả mọi người thì cỡ khoảng 95% dân Thủ Thiêm là đồng ý cái đơn giá đền bù đó và đã di chuyển đến những nơi ở đúng chính xác anh chính những xác nơi đúng ở mới thì cái thời gian đó thì là bên Thủ Thiêm là một cái bên đầm lầy nó chưa có một cái đường gì cả. Đấy, chưa có một cái đường trường trạm tức là chưa có khu chung cư chưa có cái gì cả mới là giải tỏa thôi thì mọi người đã lấy tiền và đã di chuyển đến một chỗ mới người nào thích thì ở chung cư anh nói em nhé em có biết cái chung cư vừa rồi cái công ty ở cái công ty cái chung cư và City New ấy ở chỗ đường Mai Chí Thọ đúng không những cái đó đúng rồi. khu chung và công cư và cái chung cư gọi là của công ty Khải Phát cái khu đó không biết Dương đã bảo chưa anh vào cái khu đấy rất đẹp anh đã ngồi uống cà phê đấy rồi đấy chưa đấy là khu chung cư tái định cư mà người ta bố trí cái công viên nhất là công viên ở giữa anh nói em nhé ví dụ cái chung cư mà giữa sân MV New ấy mà ở chỗ mà góc chỗ đường Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống ấy
không đẹp mà, Đồng tức Bằng là Sông nói này. về cái xây ở bên trong thì anh không biết, nhưng mà nói về cái cảnh quan không thể đẹp bằng những khu chung cư tái định cư đấy. Đúng rồi, không Đúng không đẹp bằng, tại cái đây nó rồi, thua xa, tại vì bên đây về cái quỹ đất nó không có rộng và nó không có ở phía trong, nó không có đúng công viên, cái đấy, tại bên cạnh bên trong nó là giáp ranh với một cái dãy biệt thự nên là đúng, nó không cho có nên đẹp bằng. cái chung cư ấy, mà những cái khu chung cư đấy chứ mình không phải một chung cư, cái khu chung cư ấy là cái khu chung cư rất đẹp. Thì mình bảo ui giời, bây giờ nhà nước ấy, mình vào đấy Chào mình Phạm thấy Khắc thọ, Huy. thì mình bảo công nhận nhà nước cũng cũng quan tâm đến dân, tức là xây dựng những cái khu mà tái định cư. Đầu tiên mình tưởng là cái chung cư thương mại, nhưng mà vào đấy hỏi người ta bảo đây là cái chung cư tái định cư, giờ nó rất là đẹp, nhất là cái công viên hoặc cái mà nó mà nằm ngay mặt tiền Mai Chí Thọ nhá, rất gần cái khu Sa La, đúng không? Khu Sa La thì mọi người biết là là một cái Đúng khu rồi, gần gần đấy khu rất Sa đẹp, La, cách khoảng độ ba đúng cây rồi, số hai hai ba cái số trên trên một một cái trục đường, đúng một không? trục đường Thì mình lớn. nghĩ rằng là nhưng mà có một cái như này thì sau này mình sẽ nói về cái đất cát sau, tức là nhà nước mình cũng quan tâm đến, Không quen còn độ Tân Hữu rồi, không tức quen. là cái quan tâm đến những cái đời sống của những người dân tái định cư, đúng không? Những người dân tái định cư đấy bố trí vào, người ta cho vào một cái khu chung cư rất đẹp, có công viên tất cả các thứ. Thì là nhưng mà khổ nỗi như này, cái dân Thủ Thiêm ấy thì ngày xưa thì hầu như ở bên đó thì anh quen rất là nhiều, hầu như là toàn bộ là người ta làm buôn bán nhỏ hoặc là đi gõ gỉ ở tàu hoặc là làm những công việc nó chân tay. Cái dân trí ở dân Thủ Thiêm không cao đấy, không cao, thì gần như các bạn đều biết. Thành công là khi mà nhà nước đền bù giải tỏa là hầu như các ông ấy không lấy chung cư đấy, cái khu chung cư đấy người ta không ở, người ta coi như là lấy tiền, ôm một cục tiền. Thì các ông đấy nó có khi mà giải đền bù giải tỏa thì có nhiều cách, thứ nhất là phân chung cư hoặc là phân nền, hoặc là thôi ông nào không muốn lấy thì là ông lấy một cục tiền, đúng không? Sau Lấy cục đó ông tiền, muốn mua dạ đúng đất ở rồi. đâu mua đất, nhưng mà mấy ông Thủ Thiêm nhà ta thì là cái thời gian đó nhé, cái loại mà cái thời gian đó mình nhớ có cái xe DD ấy, mà đi trên đất mà đi đi xã chẳng, chỉ có mấy ông Thủ Thiêm thôi đó, người ta lấy tiền về người ta mua ấy. Chính cái chung cư Khải Phát và chung cư New City ấy là hầu như không có dân ở. Khi anh sang đấy một khu rất đẹp không có dân ở thì mình hỏi thì người ta bảo, cái một số người ở, người ta bảo là ở đây kiểu là khu tái định cư phân cho cái những người giải tỏa nhưng người ta không ở, thành cùng tức là người ta lấy tiền. Thành cùng bây giờ cái chung cư ế ế thành vừa rồi Dương và tất cả các bạn biết cái New City ấy, thì người ta có một cái chủ đầu tư rất dở ở cái là phải xin phép thành phố đổi thành cái chung cư mà tái định cư sang chung cư thương mại, đúng không? Bán giá rất cao nhá, 5, 6, 70 triệu đồng một một mét vuông, Một một mét cái vuông. sàn chung cư. Thành cùng là bị thành phố phạt, và vì là cái một cái doanh nghiệp nào đấy muốn xây một cái chung cư tái định cư thì được ưu tiên rất là nhiều, ví dụ như thuế đất này được giảm này, được vay vốn ngân hàng lại lãi suất thấp này, tức là cũng được ấy. Cho nên là cái thằng mà New City vừa rồi nó bán ra, hiểu không? Thế thành cùng là thành phố mới phạt được rất nhiều. Thì qua đây cái câu chuyện này mình cũng cũng nói là cái tức là cái ưu tiên của nhà nước mình ấy là những cái những người tái định cư, tức là mình cũng rất là quan tâm, đúng không? Chứ không phải là bây giờ coi như là không quan tâm. Là ví dụ là anh khi mà ông giải tỏa đất ở khu Thủ Thiêm thì nói chung là cũng họp hành dân đưa giá đền bù, thứ hai là cũng họp dân để nói là chuyện bây giờ ông chuyển nghề như nào. Đầu tiên ông còn ruộng mà cái khu Thủ Thiêm thì toàn nó đầm lầy thôi, chứ cũng chẳng có đâu có cấy hái là cái gì đâu, đúng không? Ở khu Thủ Thiêm đúng Không không làm không được có cái gì, làm gì, toàn là đầm lầy hết, không kể làm được cả nhà ông có một hecta đất hoặc như nào đấy là để không đầm lầy, hoặc ông vây vây ông nuôi vịt nuôi gà thôi chứ còn không có trồng cấy đấy. Thì mình vào đây thì đúng rồi, không đúng, trồng cái mình gì vào đây thì năm à. ấy mình biết thành công là cái thời gian đền bù giải tỏa thì tất cả dân ok, đúng không? Nhưng vừa rồi nó lại xảy một cái vụ này nữa, thành công anh nghĩ là cái chuyện giải quyết cái khu Thủ Thiêm lại phức tạp nữa, là mấy cái ông mà ở trên kia thì cái bản đồ á thì không biết nó đâu có thất lạc đâu, nhưng mấy ông cuống lên thì mấy ông nhà báo ông vớ được, ông đăng ông bảo coi như là lại thất lạc tấm bản đồ, đúng không? Nhưng mà tấm bản đấy, Đúng đúng cái chứ. tấm bản đồ đó là nó có gồm 16 cái tấm bản đồ, mà sau này ông cựu chủ tịch Nguyễn viết ông Thanh ấy, ông còn giữ, À, tức là còn Võ Võ Viết Thanh, Thanh. tức là còn những cái tấm bản đồ về điện này, về nước này, về cống ngầm này, đầy đủ tất cả thứ 16 tấm bản đồ ấy. Nhưng mà cái tấm bản đồ đấy không được thủ tướng hồi đấy ông Võ Văn Kiệt ký đấy, không ký, mà ông chỉ có những cái ra những cái nghị định về những khu đất đó thôi. Thành công người mấy bố nhà ta khỏi chả biết lưu trữ như thế nào, thì ông bảo là bây giờ cái tấm bản đồ phải có cái thủ tướng ký cơ. Cho mấy ông nhà báo bắt đầu nó đăng,
chính vì những bài báo đấy, thành cùng là cái cuộc họp của cái bà Nguyễn Thị Cốt quyết tâm vừa rồi ấy. Đấy, quyết tâm đối với dân Thủ Thiêm rất là nóng bỏng. Mà anh nghĩ rằng cái vụ đúng. Từ những đấy, ví dụ nha, bây giờ nha, cái thời gian đấy nó đầm đầy đúng không? Bây giờ ví dụ một số cái đường ở bên bên Thủ Thiêm người ta đã hình thành rất là đẹp rồi, đúng không? Giá đất ở đấy bây giờ tăng lên vù vù. Đấy, cho nên là có một cái bạn ví dụ bạn Nguyễn Thị Hậu Huân bạn có đưa ra bảo là tức là nó ngày xưa tức là đất hiện nay là 300 triệu 200 triệu mét vuông mà thời gian đó cái đền bù có 200 vạn. Đúng không? Cái thời điểm đó thì nếu mà ví dụ như anh không nói là cái vùng đó mà phải bị đền bù giải tỏa đúng không? Cái đơn giá đất mà đền bù giải tỏa về những cái đất mà không phải là thổ cư ấy thì những đơn giá đất đó ở những thời điểm đó là hợp lý. Vì người ta phải căn cứ bằng những cái quy định của nhà nước à cái đất đầm lầy mà không cũng trong cái sổ đỏ nha anh nhưng mà không phải là đất thổ cư đúng không? Thì đền bù cái đơn giá đấy thôi. Nhưng mà cái hồi đấy ví dụ này anh em mình mà có sang mua đất nhé thì có khi nó chỉ có 5-7 triệu mét vuông đúng không? Nhưng bây giờ nó thành thành đường đung tất cả cái thứ rồi. Doanh nghiệp người ta cũng phải trả tiền thành phố, người ta mới lấy được cái khu đất đó chứ không phải là bây giờ thành phố cho không doanh nghiệp đâu mà doanh nghiệp coi như là dâng người ra đất đấy. Lúc đó em nè, em học nghề đang học nghề ở ở xã Phước Bình, đó là bây giờ đó phường Phước Bình. Một công ruộng 2 chỉ vàng. Một công ruộng ở tại Bình Khánh nè, của Thủ Thiêm 2 chỉ vàng đấy. Một công là 1.000 mét vuông. Cho nên là những cái nhà báo không có lương tâm mà hoặc là những anh em mình ấy mà đăng lên mạng ấy mà cũng tức là cũng hồ đồ thì nó là một cái nó lại xảy ra một cái nó rất là mệt mỏi. Theo anh nghĩ như thế, nếu mà không có một cái bài báo mà đưa lên vì cái chuyện mất tấm bản đồ thì cái chuyện Thủ Thiêm rất đơn giản. Nhưng bây giờ đúng bây rồi. Giờ thành công theo mình là cái... Ừ, dạ theo rồi. Anh là nó quá phức tạp qua cái cuộc tiếp xúc cử tri đối bà coi như là Nguyễn Thị Quyết Tâm vừa rồi, tức là hiện nay ông chủ tịch quận 2 là nói không anh tin nữa bỏ đi đúng không, mà cái bà kia bà cũng chỉ hứa với này, cử tri là chúng tôi sẽ trình lên thành ủy và thành ủy sẽ trình trung ương giải quyết. Chính bây giờ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng không giải không, quyết được vụ không, này cái... bây, vấn đề đó bây giờ thuộc về tầm của trung ương rồi, thành không cùng còn làm tầm của vì cấp bây thành giờ phố này nữa. Không còn cấp cái dân Thủ Thiêm những người chưa giải tỏa hoặc giải tỏa rồi thì người ta cứ nói là hiện nay người ta không tin thành phố nữa vì thành phố còn bị bợm người ta là bảo mất tấm bản đồ rồi đúng không, để mà ví dụ những cái vùng mà còn chưa giải tỏa không phải trong phạm vi mà quy hoạch mà ông cũng quy hoạch vào nên ông quy hoạch lấn ra để ông lấy của người ta. Vì là bây giờ đất ở cái ví dụ nhá em sang ở cái góc mà cái đường Trần Lão mà dựng của hiện nay ví dụ giá đất nó rất là cao nhưng mà mấy cái ông đấy cũng không xây dựng được gì, cũng dựng cái những túp lều ở thôi đúng không, cho nên là đấy, dạ, đúng rồi, đâu, chưa không xây dám dựng xây dựng gì vì nhà nước không cho con xây dựng mà ông cứ coi như ở lì ở đấy để mà đền bù cái giá giải tỏa hơn mà đất cái quận 2 càng ngày nó lại càng lên, thành cùng rất khó giải quyết chuyện này. Cho nên là anh nghĩ là thôi cái chuyện này thành phố Hồ Chí Minh cũng không giải quyết được mà phải mang lại trung ương rồi cuối cùng trung ương mới họp hành tất cả thứ để giải đất để mà ví dụ giải quyết thỏa đáng cho nhân dân quận 2 rất khó. Nhưng trong trong cái vấn đề này á, thì khó thì đồng ý em khó, nhưng mà cái điều gì á, là điều đầu tiên là mình phải không thể mang vào cái thời đúng điểm rồi này và mình tính ra cái giá cho, tại vì cái thời điểm quyết định là ví dụ chẳng hạn như trình cho thủ tướng là năm 98 đúng không anh, thì cái thời điểm là cái thời điểm đó cái giá đất nó ra sao và cái cơ sở hạ tầng nó có được như ngày hôm nay, và mình phải tính cái tầm bao quát của cái cả một cái vùng đó luôn nữa chứ anh đừng mình, tại vì lúc đó cái vùng đó nó chưa đúng phát rồi. Triển và nó chưa có một con đấy. Đường nào hoàn thiện mà khổ chỉ có mỗi đường con đường độc đạo đường